Vòng chung kết quốc gia FVNC 2021 mùa 2, thời điểm mà 12 đội tuyển xuất sắc nhất sẽ cạnh tranh khốc liệt, bùng nổ tất cả sức mạnh để giành được chiến thắng vô địch giành giá nhất FIFA Online 4 Việt Nam. Bốn đại diện từ miền Bắc là DH Esports, 99 Internet, The Geniuses và Sóng Bóng Đá. Đại diện miền Trung, 79 Squad, LBK Mercenary, The Bulldozer và Shark Z. Và bốn đội tuyển miền Nam, Tony Tony, LBK Gato, AK Esports và Polarman Esports. Vượt qua hàng trăm đội tuyển để góp mặt tại vòng chung kết quốc gia, ai sẽ trở thành nhà vô địch và mang về giải thưởng lên đến 200 triệu đồng. Đón xem chung kết quốc gia FVNC 2021 mùa 2 trực tiếp lúc 12:30 ngày 20, 21 và 22 tháng 5.